Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Biết được mệnh trời, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Quý khán giả thân mến, trời không tuyệt được người, dù cuộc đời bạn chưa suôn sẻ bởi chịu ảnh hưởng của cái nghiệp trong quá khứ, thì qua giai đoạn lập thân, chính hành động, suy nghĩ của bản thân sẽ chi phối tương lai của bạn. Vị trí sau này của bạn ở đâu còn tùy thuộc vào bạn làm gì. Hôm nay đừng vì cái khó khăn trước mắt mà sinh ra lòng đố kỵ, thù hận để dẫn tới những hành động không hay. Chỉ có bản thân mỗi người mới tự tuyệt đường sống của chính mình. Trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 âm lịch của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh 1958, cũng như chia sẻ cách để hóa giải cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống này ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mặc dù có gặp khó khăn cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ, nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải bẩm sinh đã có, mà nó có liên quan rất nhiều đến đặc điểm tính cách và hành vi cá nhân của mỗi người. Người xưa có câu, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. 7 phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách, phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại hay cuộc sống không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật bất công, lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn mình thì chẳng nhận được gì, đôi khi tự hỏi phúc lành của người khác đến từ đâu. Theo Phật giáo, hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt, than thở hay cứ cầu là có, mà là do gieo nhân lành, gặt quả lành. Trong 12 con giáp, tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can mậu, dương thổ địa chi tuất, dương thổ can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh. Vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc ấm no, phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình, Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà, trong bất cứ công việc gì họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất, Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và dị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội họ có thể gặp những chuyện không hay.
Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công. Mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có. Nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu từ thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn, vì dễ bị phản phúc lừa gạt. Cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn, ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định không phải lông bông. Họ là người có học, tuy nhiên khó giàu, song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thực và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế. Có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm, nhờ được quý nhân chỉ giáo có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xét về phương diện sức khỏe, đặc biệt trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, sức khỏe của Mậu Tuất có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu là do phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, Mậu Tuất cũng cần phải đi lại cẩn thận để phòng họa huyết quan. Xét về phương diện tình cảm gia đình, vào trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 là thời điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tình cảm. Tình cảm của bản mệnh tiến triển một cách hài hòa và đặc biệt. Mậu Tuất luôn được người thân quan tâm và thấu hiểu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để Mậu Tuất đối mặt với những khó khăn và cố gắng tiến về phía trước. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 có thể là khoảng thời gian nhiều thử thách và áp lực cho những người tuổi Mậu Tuất. Cách Mậu Tuất cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, biến động và cả những bất trắc nữa. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, mọi việc mà Mậu Tuất muốn đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm cũ. Cảm giác kiếm tiền chật vật có thể khiến Mậu Tuất nản lòng, nhưng đừng từ bỏ nhé. Hãy nhớ rằng chỉ cần kiên trì thì vẫn sẽ vượt qua được những trở ngại này. Xét về phương diện công việc,
tuổi Mậu Tuất có thể gặp nhiều trục trặc và thách thức. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, các mối quan hệ xã giao của Mậu Tuất cũng có thể gặp vấn đề do tiểu nhân quấy phá. Nếu có cơ hội thăng tiến thì cũng không rõ ràng, Mậu Tuất sẽ phải rất cố gắng mới có thể đạt được. Xét về phương diện tài chính, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 có thể mang đến những thách thức, đặc biệt là đối với người làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, hãy cố gắng hết mình và mọi chuyện sẽ ổn định, vận trình sẽ cải thiện hơn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 âm lịch. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong tháng 11 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu. Ở tháng dượng vận khí như này, lại có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ, con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ tới nơi tới chốn. Tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật bằng sự thông minh và sáng tạo của mình. Kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa, lại thêm tả phù các tinh chiếu mệnh. Báo hiệu có sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân, con giáp này có thêm sự tương trợ từ bên ngoài, thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Tuổi Mậu Tuất cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, năm lần bảy lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua một cách rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa, tháng này bạn càng tỏa sáng, càng dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét do nóng mắt. Thiên Cẩu hung tinh nhắc nhở hung họa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo, kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không có ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Các khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong tháng 11 âm lịch. Ở phương diện tài lộc, tháng này mang tới cho nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Người tuổi Mậu Tuất với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ, nên nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt. Tài vận khá sáng, được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên. Bản mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh. Thêm cả thiên tài báo hiệu, bản mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại, lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh. Trong tháng này, có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi, cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Khi có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù, thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào. Đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả thiên cẩu hung tinh hoành hành. Sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Khẩu quyết: trải qua sóng gió, bạn sẽ có lối sống đơn giản,
và chọn hạnh phúc hơn là vật chất. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu cam và màu trắng. Con số may mắn 17, 44 và 80. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy thể trạng của tuổi Mậu Tuất trong tháng này khá tốt, bản mệnh lâm đất trường sinh sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể cho mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý, trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu Thiên Cẩu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tự nhiên nhắc nhở tuổi Mậu Tuất nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa, tháp thì nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, nên hứa hẹn chuyện tình cảm của tuổi Mậu Tuất được thuận buồm xuôi gió. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ, bạn cảm thấy được sự động viên tinh thần của mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, những người tuổi Mậu Tuất sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn mục của mình trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực sáng, những cơ hội phát triển đáng kể, bản mệnh có sự phấn khởi và năng lượng tràn đầy. Để theo đuổi mục tiêu, đây là thời điểm tốt nhất để bản mệnh nắm bắt thời cơ, củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Lại thêm thiên ấn xuất hiện trong tháng này, báo tin vui cho con giáp tuổi Mậu Tuất biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả, bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, sự phối hợp ăn ý giữa mọi người, giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bạn phải làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Vậy nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình, dù đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên, bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động chăm chỉ, nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc các khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bạn trau dồi cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan đến sự sáng tạo trong công việc của mình. Bây giờ, việc của bạn là mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng sẽ là chìa khóa để bạn đánh đổi lấy thành công. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Mậu Tuất cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến đến hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi của bạn, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, tuổi Mậu Tuất vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có điềm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế, thì cũng chớ nên tỏ ra quênh quang, khoe khoang, coi thường người khác. Người càng tài giỏi lại càng khiêm tốn, chứ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ thái độ không đúng mực, kêu gọi tiểu nhân tự rước họa cho bản thân. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho biết tài lộc của tuổi Mậu Tuất vượt lên khá rõ. Cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình, Mậu Tuất còn có thể nhận được các khoản phụ cấp đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chi doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng chạp cận Tết cuối năm, là lúc mà tiền lương tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc, giúp tài khoản của Mậu Tuất tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó,
người làm kinh doanh đón lộc về, nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Mậu Tuất được khuyên đừng quá vội vàng đưa ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình, chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất. Khi đó, bạn sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên tin tưởng hơn và trực giác của mình, nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả, nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết, hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Khẩu quyết: có tiền bạn nên xử lý các khoản nợ có lãi suất cao càng sớm càng tốt. Quý nhân: tuổi Tý, tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu xanh lá và màu đen. Con số may mắn 17, 99, 40. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 12 âm lịch. Điều duy nhất mà tuổi Mậu Tuất cần quan tâm là vấn đề sức khỏe của mình trong tháng này. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nên những vấn đề tưởng nhỏ như mất ngủ, ăn uống không ngon miệng lại khiến thể trạng của bạn sa sút nhanh chóng. Bệnh cũ cũng có thể tái phát nếu trong thời gian qua bạn lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe. Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống không lành mạnh sẽ khiến bạn phải trả giá. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở bản mệnh khi đi lại, làm việc cũng nên cẩn thận kẻo bị thường tật, tai nạn, nhất là trong những ngày cuối năm này. Xét về phương về tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 12 âm lịch. May mắn tiếp tục đồng hành với Mậu Tuất ở phương diện tình duyên tháng này. Chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều niềm vui, nhờ bán hợp đồng hành, gia đình an vui, vợ chồng đồng lòng vuông vén nhà cửa. Những ngày cận Tết này, chuyện nhỏ chuyện lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến đối phương. Nhờ vậy mà không khí gia đình luôn ngập tràn sự ấm cúng, gia đình hòa thuận. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Mậu Tuất sinh 1958 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Tý, khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh, bên cạnh tuổi Mậu Tuất cũng thông minh, thậm chí còn có tiếng trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Sửu, khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Sửu tin tuổi Mậu Tuất và ngược lại, tuổi Mậu Tuất chẳng bao giờ phải lăng tăng về tuổi Sửu. Tuổi Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu. Còn tuổi Mậu Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Dần, nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Mậu Tuất. Thỉnh thoảng tuổi Mậu Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuổi Mậu Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Dần là đôi khi tuổi Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Mậu Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Mão, khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Mão sẽ khiến tuổi Mậu Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Mậu Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động, nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Thìn, nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia công ty. Tuy nhiên,
Điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuổi Mậu Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian. Hai đức tính này làm tuổi Thìn rất hài lòng. Tuổi Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng tuổi Mậu Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Tỵ, hai tuổi này kết hợp làm ăn cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm ăn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp. Người tuổi Mậu Tuất phân biệt phải trái rất rõ ràng. Bên cạnh tuổi Mậu Tuất là tuổi Tỵ rất thông minh. Tuổi Tỵ không chỉ tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi tuổi Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển. Trong đó tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Ngọ, nếu là đối tác trong kinh doanh, tuổi Mậu Tuất và tuổi Ngọ sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Ngọ và tuổi Mậu Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của tuổi Mậu Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của tuổi Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Mùi, khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Mậu Tuất và tuổi Mùi có thể hỗ trợ nhau tốt hơn với khả năng ngoại giao tốt. Tuổi Mậu Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc giao thiệp với khách hàng. Tuổi Mậu Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Thân, trong làm ăn kinh doanh, tuổi Thân sẽ giữ vai trò như người đứng đầu. Tuổi Mậu Tuất sẽ chỉ đi bên phụ giúp cho tuổi Thân. Tuổi Thân có khả năng thuyết phục khách hàng, và tuổi Mậu Tuất sẽ là người tiếp tục duy trì mối quan hệ làm ăn đó. Tuổi Mậu Tuất có khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận sự việc và đánh giá con người. Do đó, tuổi Mậu Tuất có thể sử dụng khả năng đặc biệt này để trợ giúp cho tuổi Thân tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không khí nơi làm việc của hai người rất vui vẻ và sôi nổi, việc kinh doanh sẽ rất phát đạt nhờ vào sự bạo dạn của tuổi Thân. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Dậu, có thể nói khi là đối tác kinh doanh, tuổi Mậu Tuất và tuổi Dậu kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Tuổi Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm. Tuổi Mậu Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Dậu đạt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Mậu Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển vươn xa. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Tuất, khi là đối tác kinh doanh, hai người tuổi Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể làm ăn chân chính. Bởi người tuổi Mậu Tuất phân biệt rất rõ chuyện phải trái, họ sẽ chọn cho mình công việc liên quan đến chính trị, môi trường hoặc một số lĩnh vực khác mà họ tin là họ sẽ đảm nhiệm tốt. Họ có khả năng giao tiếp tốt tại nơi làm việc, bởi vậy nên khách hàng tìm tới, đôi khi họ dò đoán một chút nhưng có thể bị thuyết phục. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Hợi, nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, tuổi Mậu Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến. Tuổi Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tuổi Mậu Tuất. Tuổi Mậu Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của tuổi Hợi và tính trung thực của tuổi Mậu Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Quý khán giả thân mến, lắng nghe lời Phật dạy, Đức Phật chỉ rõ 6 điềm lành mà người mệnh tốt sở hữu. Hãy kiểm tra xem cô bác có hay không. Đức Phật đã chỉ ra rằng những người có mệnh tốt thường sở hữu những đặc điểm và dấu hiệu đặc biệt phản ánh sự phát triển tâm linh và phẩm chất tích cực của họ trong cuộc sống. Dưới đây là 6 dấu hiệu điển hình của người mệnh tốt cùng với các ví dụ minh họa cụ thể để giúp cô bác hiểu rõ hơn về những đặc điểm này. Một là lòng từ bi và nhân ái. Lòng từ bi và nhân ái là những phẩm chất nổi bật của người mệnh tốt. Họ không chỉ thể hiện sự tử tế qua lời nói, mà còn qua hành động cụ thể. Ví dụ, khi cô bác thấy một người bạn hoặc người lạ gặp khó khăn tài chính, cô bác không ngần ngại hỗ trợ họ dù chỉ là một bữa ăn hay một khoản tiền nhỏ. Sự giúp đỡ này không chỉ làm cho người khác cảm thấy ấm lòng, mà cũng giúp cô bác cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Hành động từ bi của cô bác không chỉ mang lại lợi ích cho người khác, mà còn góp phần tạo ra một môi trường sống hòa hợp và tốt đẹp hơn.
hai là sự hài lòng và hạnh phúc. Những người mệnh tốt thường tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những điều giản dị của cuộc sống. Họ không chạy theo sự vật chất hay danh vọng, mà thay vào đó là biết trân trọng những điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, cô bác có thể cảm thấy hạnh phúc từ việc dành thời gian cho gia đình, tham gia vào những hoạt động sở thích như làm giường, hoặc tham gia vào các hoạt động từ thiện. Những niềm vui nhỏ này mang lại sự hài lòng và cảm giác thỏa mãn, giúp cô bác duy trì một cuộc sống cân bằng và vui vẻ. Ba là tâm hồn an lạc. Người mệnh tốt thường có một tâm hồn bình an, không dễ bị xáo trộn bởi những lo âu hay căng thẳng trong cuộc sống. Họ thường có khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách lớn. Ví dụ, khi cô bác phải đối mặt với khó khăn như việc mất việc làm hoặc gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cô bác không để những vấn đề này làm suy giảm tinh thần của mình. Thay vào đó, cô bác tập trung vào việc giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và có kế hoạch rõ ràng, từ đó tìm ra giải pháp và phục hồi một cách hiệu quả hơn. 4 là tài năng và khả năng đặc biệt. Người mệnh tốt thường sở hữu những tài năng hoặc khả năng đặc biệt mà họ sử dụng để mang lại lợi ích cho chính mình và cộng đồng. Ví dụ, nếu cô bác có khả năng vẽ đẹp, cô bác có thể tổ chức các buổi triển lãm, tranh từ thiện để gây quỹ cho các tổ chức cần hỗ trợ. Hoặc nếu cô bác có khả năng âm nhạc, cô bác có thể biểu diễn tại các sự kiện từ thiện để mang lại niềm vui cho người khác. Những tài năng này không chỉ giúp cô bác thành công trong lĩnh vực của mình, mà còn góp phần vào việc làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. 5 là mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Người mệnh tốt thường duy trì mối quan hệ xã hội hài hòa và tốt đẹp. Nhờ vào sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, họ thường được yêu quý và kính trọng bởi bạn bè và đồng nghiệp. Ví dụ, trong môi trường làm việc, cô bác luôn biết lắng nghe ý kiến của mọi người và đóng góp những phản hồi tích cực. Điều này giúp cô bác xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong nhóm. Cô bác cũng dễ dàng hòa nhập và duy trì những mối quan hệ lâu dài và bền vững nhờ vào sự chân thành và tận tâm của mình. 6 là sự thành công và phát triển cá nhân. Những người mệnh tốt có xu hướng đạt được thành công trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Họ không chỉ hoàn thành mục tiêu mà còn liên tục phát triển và cải thiện bản thân. Ví dụ, nếu cô bác là một giáo viên, cô bác không chỉ hoàn thành tốt công việc giảng dạy mà còn tham gia vào các khóa đào tạo, nghiên cứu mới để nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Hoặc nếu cô bác làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, cô bác liên tục tìm kiếm cơ hội học hỏi và cải thiện kỹ năng quản lý để đạt được kết quả tốt hơn trong công việc. Sự phát triển cá nhân không chỉ giúp cô bác đạt được thành công mà còn làm cho cuộc sống của cô bác trở nên ý nghĩa và viên mãn hơn. Những điềm lành này không chỉ là dấu hiệu của sự may mắn mà còn phản ánh những nỗ lực và phẩm hạnh mà cô bác đã xây dựng. Nếu cô bác nhận thấy mình có những đặc điểm này, hãy tiếp tục phát huy và gìn giữ những giá trị tốt đẹp để cuộc sống của cô bác ngày càng trở nên viên mãn và hạnh phúc hơn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 âm lịch. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.